Rồi, xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình nè. Và chờ đợi video tiếp theo mới nhất của mình nè. Mình sẽ review và mình thay chiếc xe, nhớ chiếc xe này các bạn, xe Vultr 125. Thì hôm nay mình sẽ thay nhớt một tuần. Trước khi thay nhớt, trước khi mình xả nhớt thì mình phải đề máy xe. Khi xe mình còn nóng thì xả ốc nhớt được, còn xe mình còn nguội thì mình đề xe ha. Chạy khoảng 50 phút gì đó mình xả nhớt cho nhớt ra hết trong máy. Mình đã chạy xong một bản rồi, máy nó nóng rồi mình tắt đi. Tắt đi cho nhớt nó ra. Khi xả nhớt, nhớt nó ra nhiều, rất là nhiều. Ra sạch sẽ luôn. Thì trong xe này mình có sử dụng một con ốc để hút kim loại cặn này kia đó các bạn. Ốc 500 đó. Sẽ tháo ra mình vệ sinh luôn. Bây giờ mình tiến hành là mình xả ốc nhớt ra các bạn. Xả ra. Con ốc 500 này khi mà mặt cặn này kia trong nhớt hay trong chì nó hút mạnh lắm. Mình để vô là nó hút vô rất là mạnh. Mỗi lần mình thay nhớt thì vệ sinh con đó. Trước khi kiếm một cái đồ mình xả nhớt nè. Rồi mình xả nhớt ra. Bây giờ mình lấy nhớt ra nè các bạn. Các bạn mới nhớ là khi mình chạy, thường thường thay nhớt tốt nhất là khi mình chạy đi đâu về đó, xa về chạy về thì mình thay nhớt liền luôn đi, cho nó nhớt còn nóng mình xả ra cho nó ra hết. Còn khi mà thay nhớt mà tại nhà thì mình để máy xe chạy một chút nha, thay nhớt nó nóng, thay nhớt nó nóng mới ra khỏi máy rồi kia cho nó hết, nhớt nó nguội thì nó không có ra hết. Này nhớt nóng nãy chạy xe nãy giờ, để nó chạy tại chỗ. Còn mình để cho nhớt kia nó nhiễu đi, nhiễu cho hết. Ở đây mình vệ sinh cái con ốc nhớt 500 nghìn các bạn. Đó các bạn thấy không, ở dưới nó có cục 500 rất là siêu mạnh, hút rất là nhiều thứ mà cặn này kia. Thì mỗi lần mà mình thấy nhớt thì mình vệ sinh cái con này. Rồi mình lau sạch cái con này đi. Lau cho sạch luôn đi, mỗi lần thay mỗi lần làm đâu có nhà tháo ra được, thay nhớt mình mới tháo ra thôi. Lúc trước mình đã thay cái nhớt Honda, bây giờ mình thử đưa nhớt mô tôn vô mình chạy cho chiếc Vultr này. Đây chính là nhớt mô tôn mình mua về các bạn, nó cũng là 800 lít, đúng với nhớt của hãng Honda xe máy Vultr 800 lít. Tên nhớt là 10W40. Nhìn canh nhớt mô tôn rất là đẹp, thiết kế mình nhìn bề mặt thiết kế, nhìn canh nhớt lâu nhất rất là đẹp, nhìn cái nắp ở trên màu đen, thiết kế xung quanh là màu đen. Rồi đây các thông số của nó như là nhà sản xuất. Sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn của mô tôn. Các cảnh báo này kia là xem thêm con số của nó thôi. Rồi về mặt trên, cái nắp mình nhìn ưng ý nhất là cái nắp rất là đẹp và cái nắp lớn to. Ở trên nó có một mã code để mình quét. Rồi nha, nhìn lâu nhất là đẹp các bạn. Thì thời gian mình xem nhớt này kia thì bên đây nó cũng đã nhiễu hết rồi các bạn, nó sạch sẽ trong lốc máy rồi. Thì bây giờ mình tiến hành là mình lau sạch sẽ ở dưới rồi mình tiến hành mình chặn con ốc nhớt rồi.
học nhất là mình khui nhớt và mình châm vô thôi. Đề máy xe thử coi tiếng máy nó đầm im không? Nhỏ. Ốc này là xài cờ lên 17. Siết lại cũng vừa tay thôi, đừng siết quá. Vừa tay không các bạn, sẽ vừa tay thôi. Rồi rồi bây giờ mình sẽ khui cái lâu nhất mô tô này ra, nắp vào được như thế rồi kia okay, ha. Mình nhìn cái nắp mình rất ưng ý, cái nắp to. Nhìn nắp rất là to. Trong có bọc siêu. Đó. Nhớt ở trong thì cũng là màu vàng giống như nhớt Honda, tại vì giờ thì xài xăng 95 màu vàng thì nhớt phải theo màu vàng. Hồi xưa mình thay các dòng nhớt đều là màu xanh theo xăng 92 á. Giờ mình tiến hành mình châm nhớt chưa thôi để quặn vô. Thì quy trình thay nhớt này thì không biết rồi, nếu mình test thử khi mình đẩy lâu nhớt mới vô mình đợi xe đã. Rồi chấm nhớt cho xong rồi, bây giờ mình lau sạch cái que thăm này các bạn, mình đút vô mình thăm nhớt thử coi cho nó nằm ở ngay cái bạch giữa của cái ve ở dưới nó có cái bạch giữa đó, cái bạch đó nó có đại chữ L và chữ mức cao nhất và mức thấp nhất, lâu thứ hai hết nó khoảng giữa thôi được rồi. Đó cái này nằm khoảng giữa nha bạn, giữa cái tay đó. Ok. Rồi mình dặn tiếng Anh mình kích thước đi. Rồi mình để máy mình thử ra. Mình chim cái đuôi vẽ mình dặn đi, đừng cho nó chợt. Dặn vừa lực. Ok, bây giờ mình xong rồi, bây giờ mình bật chìa khóa mình để máy. Để máy thử nó ngon không? Rồi, máy đã chạy rồi, mình coi có im không nghe hả? Tiếng máy nhỏ không? Máy rất im, nhớt mới mà vô này nó rất im, vô động cơ mình nó nhẹ đi một phần, hay nhớt là động cơ rất là nhẹ chạy.
Và bây giờ mình tắt đi rồi mình đợi thêm một lần nha các bạn. Thay động thêm một lần nữa cho máy chạy thêm một lần. Đó các bạn thấy không? Rất là êm. Cái máy đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Đây là video mà mình review thứ nhất một tuần cho xe cũng chờ nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về cuộc sống, chia sẻ cuộc sống của ta tiếp theo mới nhất của mình nha. Xin chào các bạn.